Chúa. Vì yêu con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa, Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời. Tim con bồi hồi sao xuyên mãi thôi. Sao xuyên mãi tình Chúa đủ chẳng vơi. Con nào thâu lòng trời dâng cao cho ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô bờ. Cảm mến tình Chúa thương vô bờ. Chúa, Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con.
nhận ai vào con khó không làm phải nhà tình yêu. Xin cầu cho chúng con kiên trì theo Chúa hoài, đồng tiến ngàn lần thành kính. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa Cha Tần Trịch Sứ, kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện nơi nhà thờ Tân Hương thân yêu này. Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ trọng lễ Thánh Andre Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo, lễ các Thánh tử đạo Việt Nam. Đây là niềm vui của toàn thể giáo hội Việt Nam. Có thể nói đây là ngày giỗ tổ của giáo hội Việt Nam chúng ta. Chúng ta vui mừng họp nhau đây để mừng lễ các Thánh tử đạo Việt Nam. Và giáo xứ Tân Hương của chúng ta hôm nay rất vui vì chúng ta được đón nhận cha xứ mới, cha Giuse Trần Cao Thăng, chính thức nhận làm cha sở của giáo xứ Tân Hương. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho cha Tân Chính Xứ cũng như cho giáo xứ Tân Hương để mỗi ngày chúng ta được thêm nhiều những hồng ân của Thiên Chúa, sống xứng đáng là con cháu các Thánh tử đạo Việt Nam và mang những hương thơm mới Tân Hương đến cho những người sống xung quanh, đặc biệt cho tất cả các gia đình đạo cũng như không có đạo ở trong giáo hạt Tân Sơn Nhì này. Chúng ta cùng sốt sáng dâng thánh lễ hôm nay để mừng lễ các Thánh tử đạo Việt Nam, cầu nguyện cho cha xứ mới và cầu nguyện cho toàn thể giáo xứ Tân Hương chúng ta. Xin mời cộng đoàn ngồi. Chăm sóc mục vụ các giáo xứ là nhiệm vụ của giám mục giáo phận. Nhưng vì không thể thường xuyên hiện diện nơi mỗi giáo xứ, Ngài ủy quyền cho các linh mục. Việc ủy quyền được thể hiện qua bổ nhiệm thư, tức bài sai của Đức Tổng Giám Mục. Chúng con kính mời cha Phaolô Phạm Trung Dông, cha quản hạt Tân Sơn Nhì, công bố quyết định bổ nhiệm cha Giuse Trần Cao Thăng làm chánh xứ giáo xứ Tân Hương. Bổ nhiệm thư. Kính gửi cha Giuse Trần Cao Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Cha Giuse thân mến, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, vì lợi ích chung của giáo phận và giáo xứ Tân Hương, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và tham khảo ý kiến của những người có liên hệ trách nhiệm, nay tôi với quyền hạn và trách nhiệm Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Sài Gòn quyết định: 1. Cha chấm dứt chức vụ chính xứ Bắc Dũng 748/2 Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bổ nhiệm cha làm chính xứ giáo xứ Tân Hương số 162 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cha có đầy đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của giáo luật kể từ ngày chính thức nhận nhiệm sở mới. Tôi
Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, quan thầy của cha, thương chúc lành và nâng đỡ cha trong nhiệm vụ mới này, để nhờ nhiệt tình tông đồ của cha, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Hương luôn tiến bước trên đường sống tin mừng yêu thương của Đức Kitô và chia sẻ tin mừng này cho mọi người xung quanh. Làm tại Tòa Tổng Giám mục ngày 28 tháng 10 năm 2021, Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục đã ký. Xin cộng đoàn chúc mừng bằng một tràng pháo tay. Theo giáo luật, trước khi nhận một trách nhiệm quan trọng trong giáo hội, tân chức phải tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và tuyên thệ trung thành với giáo hội. Trước khi lãnh nhận và thi hành chức vụ, cha tân chánh xứ cũng phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành như một người tôi tớ trung tín trước sự chứng giám của Đức Giám mục giáo phận hoặc vị đại diện đấng bản quyền. Chúng con kính mời cha tân chánh xứ. Tôi là Linh Mục Giuse Trần Cao Thăng. Khi lãnh nhận nhiệm vụ chánh xứ giáo xứ Tân Hương này, tôi hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn trách nhiệm đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương nơi tôi được mời đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức vụ đã được trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn, kiên trì truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin. Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo thuyết nào nghịch lại với kho tàng ấy. Tôi sẽ tuân thủ và cổ võ việc chấp hành luật lệ của giáo hội, nhất là những điều được ghi trong bộ giáo luật, với đức vâng phục Kitô giáo. Tôi sẽ tuân theo những điều mà giám mục đoàn công bố, với tư cách tiến sĩ và thầy dạy đức tin, hoặc điều mà các ngài quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ giám mục giáo phận để các hoạt động tông đồ thi hành nhân danh giáo hội và do giáo hội ủy nhiệm được thực hiện trong sự hiệp thông của chính giáo hội. Tôi cũng sẽ hứa quản lý cách trung tín và sử dụng tài sản của giáo hội theo như giáo luật quy định. Những lời trên không chỉ là hứa suông, nhưng là một lời thề hứa nghiêm túc của cha tân chánh xứ Giuse, chẳng những với đại diện đấng bản quyền giáo phận mà còn với chính Thiên Chúa. Vì thế, sau đây cha tân chánh xứ sẽ tiến lên đặt tay trên sách thánh để kêu cầu ơn thần lực hỗ trợ. Nguyện xin Thiên Chúa và sách tin mừng tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Với quyền hạn và trách nhiệm được Thiên Chúa và giáo hội ủy thác, cha chánh xứ có bổn phận chăm sóc và mưu cầu lợi ích thiêng liêng cho mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa. Giờ đây, vị đại diện đấng bản quyền giáo phận trao cho cha tân chánh xứ chìa khóa nhà thờ và nhà tạm, tượng trưng cho quyền quản trị và thánh hóa dân Chúa. Từ nay, cha được phép sử dụng và có trách nhiệm trên ngôi thánh đường này. Cha tân chánh xứ được hướng dẫn đến chỗ ngồi của vị chủ tọa cộng đoàn. Vị trí này tượng trưng cho quyền bính, song là quyền bính của yêu thương để phục vụ như Đức Kitô, hầu cho đoàn chiên được sống dồi dào. Tại đây, cha xứ sẽ quy tụ và chủ sự các buổi cử hành phụng vụ để cùng với cộng đoàn tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa mọi tín hữu.
Qua bí tích rửa tội, con người được tái sinh trở nên con cái Thiên Chúa và thành phần của Hội Thánh. Giờ đây, cha quản hạt dẫn cha tân chánh xứ đến giếng rửa tội. Nơi đây, cha xứ sẽ cử hành bí tích và đón nhận các thành viên mới của cộng đoàn, làm cho đàn Thiên Chúa ngày càng phát triển. Tòa giải tội là nơi đón tiếp các tội nhân, nơi con người tìm được bình an trong Đức Kitô. Ngồi nơi tòa giải tội, linh mục trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và lời mời gọi ân cần để con người đón nhận ơn tha thứ, trở về với Thiên Chúa và với cộng đoàn. Thánh thể là nguồn mạch và tột đỉnh đời sống Kitô hữu. Cha hạt trưởng dẫn cha tân chánh xứ đến mở cửa nhà tạm, chạm tay vào bình thánh, với ý nghĩa từ đây trong thừa tác vụ linh mục, ngài luôn tiếp cận với Chúa Giêsu thánh thể và trao ban Chúa Giêsu là bánh trường sinh, đem lại sức sống thần linh cho đoàn chiên của mình. Xin mời cộng đoàn quỳ.